Đồ Có Đức Hiền kính chào quý vị. Lúc này đang là buổi sáng ngày 29 tháng 10 năm 2020. Và ngày hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ quây sập bằng gỗ vụ Lào. Kích trước là trên mặt của nó là 1m8 x 2m2. Cái sập này thì vân hết sức là đẹp luôn. Và ba cái quây của nó đều dày 10 phân. Cái sập này đi kèm với cái mặt mà vân rất đẹp ấy, thì giá của nó sẽ là 93 triệu. Gần đây nhất thì tôi mới chuyển chiếc khoảng 90 triệu là đi Quảng Ninh. Thì cái bộ đó là vân nó cũng tương tự như thế này. Và cái mặt vân cũng hết sức là đẹp luôn. Cách đây khoảng một tháng chúng tôi có đi Quảng Ninh một chiếc. Đấy. Cái này thì nó là ba dạ to và cái dạ đằng sau thì nó nhỏ này thôi. Đây là hình ảnh đang quay tại phía trước tầng 1 khu A của Đồ Gỗ Đức Hiền. Lúc này chúng tôi đang cạo nạo và đánh ráp cái bộ móc mỏ vân rất là đẹp đây. Bộ móc mỏ này giá là 80 triệu. Đấy, lại trở lại cái sập đây. Cái sập này là 93 triệu. Sập này là mang mã số 1B. Bộ quây này là mã số 1B. Còn cái mặt thì hiện nay chúng tôi đang sơn ở xưởng rồi, thực ra là cũng không rõ cái mã số bao nhiêu, nhưng mà mặt là gần đây có hai chiếc mặt vân là tuyết đỉnh luôn. Mặt dày 2 phân động. Đấy, trở lại cái vân của cái dạ tiền. Tại vì trong cái sập ấy thì người ta quan trọng nhất là cái dạ tiền. Vân rất tuyệt vời. Bởi vì đã là gỗ vụ thì dĩ nhiên là nó rất là tốt, nhưng mà chọn được cái cây mà dày dặn mà vân lại tuyệt đỉnh như này là rất hiếm. Đấy. Trong đó thông thường đây thì nó như thế này, cũng là gỗ vụ đây. Nó không có vân. Hoặc là vân nó rất là mờ thôi. Đây bộ ghế móc mỏ 34 triệu này. Là gỗ vụ và không chọn vân. Xin quý vị liên lạc với Đức Hiền theo cái số điện thoại trên màn hình. Bên kia là khu C chúng tôi, 0984666999, hoặc là số đây 0984666999, đấy là khu B của chúng tôi. Khu B là số điện thoại màu xanh, khu C số điện thoại màu đỏ này, 0984666999, và Zalo là 0967666111. Đây khu A cao 6 tầng nó cao vút lên đây. Tất cả những hình ảnh của Đức Hiền bao giờ cũng quay tại xưởng hoặc là tại cửa hàng của mình. Thế nên quý vị bất chút thời gian về tham quan mua sắm tại Đồ Gỗ Đức Hiền sẽ thấy được hàng ngàn cái đồ ở đây luôn. Địa chỉ chúng tôi là Đồ Gỗ Đức Hiền, nằm cạnh trường tiểu học xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đây tôi đang đứng tại tầng 1 khu A. Chỗ này đang bày ngàn ngạt các sản phẩm hàng mộc. Còn ở khu B, khu C thì toàn là hàng thành phẩm luôn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau.